Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, nói đến sân khấu chèo là phải nghĩ ngay đến hề chèo. Hề chèo và các vai hề trong chèo là một bộ phận của sân khấu chèo, đặc biệt là trong các vở chèo cổ. Không chỉ mang lại những tràng cười sảng khoái trên sân khấu, mà hề chèo còn để lại những nụ cười ý nhị sâu sắc đằng sau những ngẫm ngợi. Hề chèo có hai dạng, hề áo ngắn và hề áo dài. Hề áo ngắn là những nhân vật như hề mồi, hề gậy, hề hầu phòng. Đó thường là những người nghèo khổ đi hầu hạ người khác. Nói chung, về tính chất của hề áo ngắn đều ngay thẳng, thông minh, hóm hỉnh, vui, lạc quan. Ngược lại, hề áo dài là những người thuộc tầng lớp trên có chức sắc như lý trưởng, tuần ti hay những tên lừa đảo buôn thần bán thánh như thầy bói, thầy phù thủy, thầy lang, vân vân. Những bài hát thuộc hệ thống làn điệu hề thì có nhiều, tùy theo từng loại hề mà có các điệu hát khác nhau. Nhưng nói chung thì các điệu hát này đều có tính chất vui nhộn, diễu cợt hay châm biếm. Cấu trúc vuông vắn hay dùng nhịp ngoại và những từ nhấn mạnh để gây cười. Lời ca trong những bài hát của nhân vật hề thường có tính triết lý, ý nghĩa sâu xa, mộc mạc, giản dị, kín đáo, dí dỏm và phóng túng cách vận dụng ngôn ngữ một cách tài tình và luôn luôn cường điệu. Cùng với những vai diễn chính của đào kép, lịch sử sân khấu chèo cũng vinh danh rất nhiều nghệ sĩ với những vai hề để đời như Trước Cách Mạng tháng 8 của vua hề đất Bắc Tư Liên, thân sinh nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngọc, sau này cũng là một trong những nghệ sĩ đóng hề nổi tiếng của nhà hát chèo Việt Nam. Sau đó là các vai hề của các cụ nghệ nhân thuộc thế hệ đầu tiên của sân khấu chèo cách mạng như Hai Sinh, Lý Mầm, Năm Ngũ. Và sau này là các nghệ sĩ Mạnh Tuấn, Xuân Hợi, Vũ Ngọc, Mạnh Phóng, rồi Đoàn Vinh, Xuân Hinh, Quốc Trượng, Tuấn Kha, v.v. Trong chương trình gặp gỡ đầu xuân hôm nay, chúng ta không chỉ được xem, được nghe các trích đoạn đặc sắc mà còn được gặp gỡ trò chuyện với các vị khách mời, các đại diện của ba thế hệ hề chèo hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, vị khách mời thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ Tuấn Kha. Xin mật mí một chút, nghệ sĩ Tuấn Kha chính là con trai của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn, vua hề của sân khấu chèo đương đại. Và tới tham dự cuộc giao lưu ngày hôm nay còn có nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, con gái đầu của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn và là chị gái của nghệ sĩ Tuấn Kha. Xin mời nghệ sĩ Tuấn Kha và nghệ sĩ Minh Thu lên sân khấu ạ. Xin chào nghệ sĩ Tuấn Kha và xin chào nghệ sĩ Minh Thu. Xin chào toàn thể quý khán giả có mặt trong hội trường hôm nay. Và cũng cho Minh Thu xin được thay mặt cho Tuấn Kha cùng gia đình xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài VOV. Và chúc toàn thể quý vị một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Trước hết xin hỏi nghệ sĩ Tuấn Kha một câu hỏi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn là vua hề của sân khấu chèo đương đại thì cho đến nay chưa ai vượt qua được ông. Khi nhận các vai hề thì anh có bao giờ sợ mình là không vượt qua được cái bóng của ông không ạ? Vâng, thưa chị, tôi không chỉ là một người con mà tôi còn là một người học trò của cụ. Cho nên là tôi có cái điều kiện thuận lợi hơn những học trò khác là tôi đã được học kỹ hơn về tất cả những đường nét cơ bản cũng như các cái vai mẫu truyền thống của cụ truyền dạy lại. Tôi chưa bao giờ sợ mình là không vượt qua được cái bóng của cụ. Vì như lời nhận định của các giới chuyên môn, các nhà chuyên môn và các bạn đồng nghiệp đã đánh giá, thì mặc dù học sinh của cụ thì rất nhiều, các thế hệ của các đoàn chèo hiện nay là rất nhiều thế hệ là học trò của cụ. Rất đông trong số đó đến giờ cũng đã trưởng thành và cũng đã được thành danh. Nhưng cụ vẫn là một nghệ sĩ mãi mãi được khán giả yêu chèo, nhớ đến với một cái tên rất là gần gũi là ông vua hề chèo. Còn với tôi thì với lòng yêu nghề tha thiết, tôi đã cố gắng hết mình để được tiếp thu và gìn giữ được cái vốn cổ dân tộc, những cái vai mẫu truyền thống của bố tôi truyền dạy. Và nhà nước cũng đã tặng thưởng một cái giải nhì cho tài năng trẻ đối với tôi. Vâng, thưa nghệ sĩ, qua những vai diễn của cha, qua những vai diễn hề của các bậc, các chú, các anh, các chị đi trước, rồi các bạn nghề và các đàn em, thì nghệ sĩ có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm gì khi thể hiện một vai hề chèo ạ? Thưa chị, là qua các bậc tiền bối cũng như là qua xem rất nhiều năm xem bố tôi biểu diễn, thì tôi cũng rút ra được kinh nghiệm là
làm hề là phải hết sức tự nhiên, diễn là phải mộc mạc. Nhưng mọi người vẫn thường nói là bố tôi là cụ diễn là như chơi như đùa. Đấy. Nhưng mà không cố tình cù mà vẫn gây được cái hiệu quả tới khán giả. Thì đó mới là sự thành công trong các vai diễn hề. Vâng, thưa nghệ sĩ, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi nghệ sĩ diễn các vai hề của mình ạ? Kỷ niệm thì cũng rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà đối với tôi thì có một cái kỷ niệm mà không bao giờ có thể quên được. Đó là một cái lần đi biểu diễn. Trong đó thì một cái chương trình biểu diễn tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Thì tôi và bố tôi và chị gái đây là ba bố con diễn một cái tiết mục là Cu Sứt Huyện Tể. Thì trong đó thì là cái vai Huyện Tể thì là vai bố. Thì tôi lại đóng cái vai bố là đóng vai Huyện Tể. Còn bố tôi thì lại là đóng vai thằng Cu Sứt, tức là thằng con. Còn chị gái tôi thì là đóng vai em, Duy Vân, tức là em của Cu Sứt. Tức là bố đóng con và con đóng bố. Hôm đó biểu diễn trên sân khấu ấy thì tức là khi Cu Sứt ra xưng danh thì có ba chỗ hát. Thì bố tôi hát đến chỗ thứ hai thì lúc đó thì bố tôi cũng già rồi. Thì toàn bộ răng là cụ làm răng giả hết chứ không có răng thật. Thế khi mà hát đến chỗ thứ hai thì tự nhiên là hát. Khi mà diễn là bố tôi lên sân khấu là diễn rất là hết mình. Là diễn nó máu quá, tự nhiên là phụt cả hàm răng ra luôn. Thế là thì bây giờ chị bảo là đang có răng thì nói chuyện là nói nó bình thường như này. Nhưng tự nhiên là không có răng nữa là nó hụt hơi. Thế là cứ phèo phảo móm này, phèo phảo. Thì lúc đó là tất cả anh em diễn viên trong cánh gà nhìn ra mà cứ lăn bò ra cười. Mà cụ thì cứ loanh quanh đi tìm răng ở dưới đất. Không biết là răng ở đâu để nhét, để tìm để đưa vào. Thì không hát được nữa thì cứ phèo vào rồi, nó mất hơi. Thì lúc đó tôi phải cấp cứu, đáng nhẽ là còn một chỗ hát nữa. Nhưng mà tôi phải ra tôi cấp cứu cho bố tôi là tôi phải ra tôi vô được cái hàm răng. Và tôi dúi vào tay bố tôi. Thế là bố tôi bắt đầu quay lưng lại khán giả, bắt đầu vội nhét cái hàm răng vào. Dạ, và vâng. Sau đó mà có thể diễn tiếp được, cho nên là cái kỷ niệm đó là tôi không bao giờ tôi quên được. Dạ vâng ạ, đúng là một kỷ niệm đáng nhớ ạ. Vâng. Một chi tiết rất là tự nhiên thôi nhưng mà lại là thực sự là gây cười cho khán giả rất nhiều đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Kha. Thế còn thưa nghệ sĩ Minh Thu, trong không khí rất vui của ngày xuân gặp gỡ hề chèo ngày hôm nay thì chắc chị nhớ rất nhiều về người cha của mình, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn phải không ạ? Thưa toàn thể quý thính giả, có lẽ là trong những ngày đầu xuân mới này, cái không khí tưng bừng của cả nước để đón xuân thì cái niềm vui cũng rất nhiều. Nhưng khi được nhắc đến người cha quá cố của mình thì tôi lại nhớ đến với những cái cảm xúc vô cùng là xáo trộn. Vui cũng rất là nhiều nhưng mà đồng thời nỗi buồn cũng không thể là không có. Bởi vì tôi nghĩ rằng là suốt bao nhiêu năm gia đình tôi, bố tôi, mấy thế hệ tôi và em tôi, và thậm chí còn cả những người con rể, những người em dâu nữa, cũng cùng làm nghề chèo và cùng ở một nhà hát nghệ thuật, nhà hát chèo Việt Nam. Đã cùng nhau biểu diễn trên một cái sân khấu, có thể nói một thời gian hết sức là dài, mấy chục năm. Thì cái điều đó có lẽ những cái kỷ niệm vui buồn rất là nhiều. Nếu kể về những kỷ niệm bây giờ thì tôi nghĩ có lẽ thời gian nó không cho phép. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những kỷ niệm vui thì như vừa rồi Tuấn Kha đã nói, một kỷ niệm hết sức vui hôm đấy ba bố con là đóng vai ba anh em và con đóng bố, bố lại đóng con. Tôi là chị cả thì tôi lại đóng là em út, còn bố tôi thì lại là đóng là anh trai cả. Thì cái điều đó hết sức buồn cười, tức là như các cụ vẫn thường nói đúng là bố con phường chèo. Nó lên sân khấu thì lúc đó nó không còn là mình tự nhiên mình quên mất, nó không còn như là cái ngôi thứ trong nhà nữa. Mà lúc đấy chỉ còn là sự sống trên cái nhân vật của mình mà thôi. Tôi cũng chẳng thấy cảm thấy buồn cười. Đấy. Không như cái hồi đầu, tức là những cái năm đầu tôi vào nghề, lúc đó tôi mới vào nghề thì trong một cái vở chèo Tình Rừng thì bố tôi đóng là bố và một người dân tộc và tôi thì đóng là con, nhưng mà con lúc đấy không phải là con đẻ mà là con nuôi. Thế khi lên sàn tập thì cứ mỗi một lần bố tôi nói rằng là như con đã biết đấy, ta không phải là bố đẻ của con. Thì cứ nói đến câu này thì tất cả ở dưới các cô chú, các anh, các chị lại cười. Thì lúc đó tôi cũng buồn cười đấy, bởi vì lúc đấy cái bản lĩnh sân khấu của mình nó cũng chưa vững vàng lắm. Thế nhưng mà dần dần rồi nó cũng quen đi. Thế và đấy là những kỷ niệm vui. Thế còn những kỷ niệm buồn thì có thể nói là cũng không ít. Có thể nói những năm mà gia đình tôi còn đi diễn với nhau á, thì là vào những cái năm cuối của những năm 70 và những năm đầu của thập kỷ 80.
thì những lúc đó là những cái thời thời lúc đó là chúng ta còn đang sống vào cái thời kinh kinh tế còn đang là thời bao cấp, cho nên nó hết sức là khó khăn. Thế thì chúng tôi phải đi diễn, lúc đó thì cả bố lẫn con, mặc dù là hai cái thế hệ hết sức là xa nhau về tuổi tác cũng như là về 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 nghề nghiệp, là bậc thầy và bậc trò, thế nhưng mà đi diễn cũng gần như là bình đẳng, chẳng có bất đồng bồi dưỡng nào cả. Chúng tôi đi biểu diễn gần như là phục vụ hoàn toàn 100%, thậm chí diễn viên đi biểu diễn còn phải mang cả tem phiếu đi để mà đong gạo ăn. Thế nhưng mà cái niềm vui thì vô tận, bởi vì có lẽ đối với các nghệ sĩ thì không cái gì hạnh phúc bằng khi được khán giả tặng cho, thưởng cho những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Thì cái điều đó làm chúng tôi tan biến tất cả những cái sự vất vả, mệt nhọc, những cái điều khó khăn mà thiếu thốn trong cuộc sống. Và cái điều đó là cái điều hạnh phúc không chỉ cho những nghệ sĩ, mà cái niềm hạnh phúc vô cùng vô bờ bến đối với gia đình nhà tôi. Có những cái lần đi biểu diễn, đi công tác lưu động xa, thời gian rất là dài, thì đang đi biểu diễn như này thì tự dưng bố tôi bị cấp cứu, đi vào viện nằm. Thế và phải nói rằng là đúng là cụ là một người hết sức là yêu nghề, tâm huyết và say đắm đến khủng khiếp. Tôi thực sự là một người con và cũng là một người học trò, tôi thực sự là kính phục. Tất cả anh chị em chúng tôi đều nói với nhau rằng luôn luôn coi bố là tấm gương soi sáng cả về nhân cách cũng như là về sự nghiệp, về cái sự phấn đấu không mệt mỏi, đam mê đến quên mình trong cái nghệ thuật chèo. Và bố tôi đã thổi vào cái hồn ấy vào cho tất cả những anh chị em chúng tôi, và chúng tôi kế tục được cái thần ấy, cái hồn ấy của bố tôi. Và cũng chính vì điều đó đã làm cho chúng tôi vượt qua được tất cả những cái khó khăn, cái cực nhọc trong những thời bao cấp. Và đến khi cả những cái thời kỳ mà gần như sân khấu chèo và sân khấu dân tộc bị lắng xuống, không có khán giả, chúng tôi hóa trang rồi lên đèn biểu diễn, thậm chí chờ đến 8 giờ mà nhìn xuống dưới sân khấu lác đác chỉ có vài ba người, thì những lúc đấy buồn lắm. Mà mình diễn đâu có bán vé. Thì những lúc năm đó là những năm mà những nghệ sĩ như chúng tôi, yêu nghề như chúng tôi buồn lắm. Những người mà tâm huyết như bố tôi thì tôi nghĩ rằng chắc còn buồn đến đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là không vì lẽ đó mà chúng tôi tha rời nghệ thuật chèo. Chúng tôi vẫn luôn luôn là hướng tới, và chúng tôi luôn luôn rèn luyện hết mình để duy trì được cái niềm đam mê và cái nỗi khát vọng mà cái lời răn dạy của bố tôi trước khi nhắm mắt, rằng các con hãy vì bố và vì nghệ thuật chèo, đừng bao giờ sao nhãng và đừng bao giờ có thể xa rời cái nghệ thuật chèo này được. Hãy cống hiến hết mình cho nghệ thuật chèo, cũng như bố đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Vai diễn cuối cùng bố tôi là cái vai diễn trong cái bộ phim Đất và Người đấy. Và sau bộ phim đó thì khi đang quay phim đó thì bố tôi đã bị đau rồi. Và sau khi dừng cái bộ phim một cái thì bố tôi phải đi nằm bệnh viện, và hơn một tháng sau thì cụ mất. Và cũng chính vì cái đó mà chúng tôi theo cái tấm gương của bố, và chúng tôi duy trì nền nghệ thuật chèo cho đến tận bây giờ. Vâng, thật là những kỷ niệm rất là xúc động về người cha, về một người nghệ sĩ hết lòng vì nghề. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Thu. Và bây giờ chắc hẳn là quý vị đang rất nóng lòng để chờ đón xem một vai diễn của nghệ sĩ Tuấn Kha và nghệ sĩ Minh Thu. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức trích đoạn Thầy Bói Đi Chợ do nghệ sĩ Tuấn Kha và nghệ sĩ ưu tú Minh Thu thể hiện. Trong buồng trò có ông thầy bói nào ra, có người xem bói nào? Đây. À, có đây. Thầy bói thì không có, nhưng mà thông manh giả quán là thì ối đây. Ngày Ngô Đồng trường xa lát đát, đường đi những làng ai qua thầu qua chăn đi. Đi từ lúc còn răng mà sao bây giờ vẫn chưa thấy sáng nhỉ? Răng chả sao. Bà thầy nó đâu? Sao? Ra thầy dắt con đi chợ nhanh lên. Ô hay nhỉ, thầy mù thế thì mù thì dắt cho ai đi chợ? Mù á? Mù thế này mà mù vợ xấu là em không có lấy đâu đấy. Ô, sao lại biết vợ xấu vậy thầy? Biết chứ sao lại không biết? Biết thế nào? Người đẹp ấy thì người ta cười khanh khách. Còn cái người xấu ấy thì cười đành đạch. Phải rồi. Con đàn bà mà đang chửa ấy thì cười quá đành đạch quá. Nào ai hơn tớ? Cõi trần gian tớ chỉ hờn ai
có cái ngàn tay gậy vai mang hòm sự nghiệp ái cả về quá bỏ lần chân lần vết giang sàn mà vội mà cần là tớ chẳng có đi đâu mà vội mà cần phung thăng con gậy gió lần bập thì thang chứ mới tung hoành một cõi giang sàn chẳng á thèm nhớp nháy chàng mang nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng mặt là dài đáng mặt là dài sống ở trên đời cho nó đáng mặt là dài sỏi sành cũng lộ trông gai cũng trèo dù ai sàng trọng đói nghèo rừng rừng tớ cũng chẳng nhìn theo làm gì chứ mấy đất cao là cái núi và là núi Ba Vì chứ mấy nhất cao là núi Ba Vì tôi trông cũng chẳng lấy gì làm cao chứ ơi nhờ ngày tháng tiêu dào cùng đàn nhịp phách lúc nào cũng vui tớ chỉ giả vờ giàu điếc mà sang đuôi. Cái gì thế hả thầy? Cái gì đấy? Dưới này ngồi xem toàn là người đẹp. Ồ, sao thầy biết người đẹp à? Có nhìn cái gì đâu mà biết là người đẹp. Người đẹp thì mồ hôi người ta bay ra người ta hít cái hương cũng biết chứ cần gì phải trông. Thầy tinh. À cấn ơi hết cấn. Sao? Con có khôn, con chớ có ly bì. Vâng. Con dạy con vén cái cánh loài, con dắt thầy ra dãy hàng ngang cho thầy đón khách. À mà này. Dạ. Con nhớ mua bức tranh con khảm vào bức vách tốn bao nhiêu thì tốn, chớ có được làm cản. Tốn với chả cản. À thầy nhớ của khi xưa thời bàn cổ mà sinh ra cái ông Xé Hoàng. Ô, đây. Ông Thái Hoàng chứ thầy. Giờ ấy nhà canh các chị cứ mà biết khối. Thế thầy thế nào? Thịt gà xé còn ngon bằng tám thịt gà thái. À thầy khôn đấy, thầy khôn đấy. Đã dựng nên tam hoàng huynh đệ chi tương kế. À. Như thầy đây không phải là người tứ xứ mà chính là người hiền tướng thong dong. À ghê quá. Vì khinh đời không thèm mở mắt trông quanh năm chỉ có ăn về nghề nghiệp bốc. À, ê là thầy ăn ơi thầy ăn bốc bẩn lắm. Cái gì? Bốc đây là người ta bốc độn bốc con toán. Cứ như con nhà anh các anh các chị bốc cơm nguội ở nhà. À thì ra thế, thì ra thế. Ấy đến cao tay như thầy Quỷ Cốc mà cũng có lúc phải nói mò. À. Thế mới gọi là cốc mò quà lẫm. À phải rồi, phải rồi. À anh em ơi. Sao? Ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Quá. Không xưng danh thì biết là ai? Anh mù à? Thầy mù. Có mà thầy mù. Anh mù hay sao không biết thầy tôi là đấy. Thầy mù. Anh mù. Thầy mù. Quánh nhau. Quánh nhau. Quánh nhau à? Quánh nhau. Đi làm thầy mới đánh nhau. Thầy ơi. Làm thầy ai đánh nhau thế bao giờ? Em cứ tưởng trẻ đàn trâu. Thế à? Thế là xưng danh vậy nhá. Không phải xưng danh chứ. À như tôi. Sao? Rời sinh đôi mắt, rời lại chọc đuôi. À. Chẳng giấu gì thầy bói là tôi. Bói gia sự nay đã có tiếng. Ghê quá. Ai có lòng tìm đến đặt quẻ rồi thì thầy mới bói cho. À. Ai không tin thầy bói, bói mò. Bói quẻ ấy không được ấy là em bói bù cho quẻ khác. Ê, này, thầy ơi. Bói bù ấy là bói quẻ ấy không được ấy thì em bói lại cho quẻ nữa ấy. À anh em ơi sao kiếm câu hát đi chợ nhỉ. Hát cho nó vui à thầy. Già thời gì, già thời gì, cái con mắt tôi nó chẳng có già thời gì, bàn ngày vẫn là thấy tối xì như đám đất đen. Tôi đi đền chẳng ngã phải cầm đèn, thấy còn gái đẹp
tôi chẳng thèm nhìn chi. Ai có chào thầy ngoảnh mặt thầy đi. Úi dồi. Ôi bà con ơi, mai sớm gặp may rồi. Thầy hình như có bà hàng nào đi chợ sớm đánh rơi cái bánh sao? Úi giời, thế thì say quá rồi thầy. Úi giời, ở đầu gậy nó nhún nhún đây. Xem bánh gì nhá. Ở đầu xuân may mắn quá đó thầy ạ. Đây rồi, đúng chỗ rồi. Ôi giời ơi, hay quá nhỉ. Vào cầu son rồi. Sao? Bánh rán nóng. Thế sướng quá nhỉ. Sáng ở nhà đi đã ăn cái gì đâu. Thầy làm gì đói, ăn thì ngon lành lắm. Bánh rán nóng thì ngon lắm. Ôi xốp lắm. Ăn đi. Giời, đang top tép. Ôi sao thầy nhổ đi đấy. Sao thầy nhổ? Không. Gãy cầu. Sao? Sao mẹ cha tiên sư châu bò nào đi sớm thế? Thầy ăn bẩn quá. Thầy ăn bẩn quá. Đến chợ như bà con nhỉ? Đến chợ rồi. Nhưng mà này, có cái chỗ lội đấy. Thầy ơi, trước mặt thầy có cái rãnh đấy thầy ạ. Có rãnh à? Rãnh rãnh nước. Có nhảy được không? Nhảy được. Nhảy được hả? Vâng. Thầy nhảy nhá. Nhảy đi nào. Ghê quá nhỉ. Ôi giời, thầy lấy đà ghê. Lấy đà. Kìa, sao thầy đi nhảy chân lùi thế? Nhảy đi nhá, nhảy lại. Thế sao bảo là nhảy đi là quân tử dại mà nhảy lại mới là quân tử khôn. Thế thì thầy khôn rồi. Thầy nhảy đi, nhảy đi chợ muộn rồi. Nhảy xem nào. Úi giời, chắc chắn. Ui giời, qua rồi. Ghê chưa? Qua rồi đấy. Đến chợ rồi đấy hả? Đến chợ rồi đây ạ. Chỗ hàng thầy bói ngồi đâu đây? Thầy ngồi cái cạnh bằng nâu này. Ê, không ngồi cạnh cái bà hàng nâu đâu. Thế thì ngồi cạnh ông hàng mắm vậy. Ơi không, thì trời ơi, mắm mà nó chưa ngồi đã xem nào. Úi giời, thôi. Cái mắm bà này để lâu mùi nặng mùi quá, nó ngâu ngày. Thế à, thế ngồi chỗ nào? Thôi, ra bốc đa đi, ngồi cho nó sướng. Bốc đa cho nó mát đấy. Đấy, bốc đa đấy rồi, ngồi đi thôi. Bốc đa đây rồi. Bốc đa đấy rồi. Dâm mát quá. Dâm mát quá, ui có nhìn cái gì đâu mà dâm mát. Cái gì đấy? Thằng nào cái gì đấy? Ôi ghê quá, tung cả hòm này. Cái gì thế hả thầy? Vũ rủ lên thầy. Úi dồi ôi thầy. Úi dồi thầy điệu. Chết cha mày chưa? Cái gì nữa thầy? Đây rồi. Cái gì? Vớ ngay được. Chú ruồi được. Thầy làm sao biết ruồi được? Mắt thánh thì cái gì mà chả biết. Đây này. Voi khố nó còn đang dài. Mẹ cha nhà mày nhá. Mới sáng ngày ra đã vào làm uế tạp cả cửa hàng nhà mày. Thế à? Úi giời ghê quá. Cẩn thận. Nào. Sớm mai sớm mốt đã tiền tốt đặt hàng. Ai có bói toán gì thì ra đây nào. Tôi xong có một số bà đang đi tìm tới thầy bói đấy. May quá. Gặp được ông thầy bói đây rồi. Dạ. Cháu chào thầy ạ. Không dám chào ông. Ấy chết. Dạ thưa thầy, nhà cháu là đàn bà thầy ạ. Ồ thế đàn bà. Vâng ạ. Dạ khất lỗi cháu chào bà. Dạ thưa thầy, nhà cháu vẫn còn trẻ ạ. Vẫn còn trẻ. Vâng ạ. Thế thì úi giời. Gặp mày nữa rồi. Anh chào em. Thầy ơi, cháu ở bên này cơ mà. Bên này. Dạ vâng. Thưa thầy, mấy hôm nay nhà cháu bị mệt, chẳng biết rằng đồng trệ về đâu, nên là cháu đến để xem thầy ạ. Đây. Thân thể anh đây, em xem cho chán đi này. Chắc thầy ơi. Hả? Cháu đến để cháu xem quẻ bói chứ xem gì thầy. Ồ thế à? Vâng. Thì thầy cũng bảo là xem bói chứ xem cái gì của thầy mà. Dạ vâng. Thế em xem ra sự ấy, cửa nhà mà tử tức hay là con cái rồi. Dạ thưa thầy, cửa nhà tử tức con cái thì cũng thế. Mà ra sự cửa nhà thì cũng vậy chứ ạ. Xem một thứ không xem lẫn lộn. Thế ạ. Thế anh nhà chị mới ốm hay ốm lâu chưa? Dạ thưa thầy, nhà cháu mới ốm thôi ạ. Sao không đi xem cái lúc anh ấy chưa ốm ấy? Ôi trời, chưa ốm thì xem làm gì hả thầy? Thế anh ấy tuổi gì hả em? Dạ nhà cháu tuổi Tý ạ. Tuổi Tý à? Vâng. Úi giời, tuổi Tý thế nên mình tuổi gì? Dạ thưa thầy, nhà cháu tuổi Mùi. Úi giời, lại tuổi Mùi. Vâng. Tí dí mùi mùi rùi, tí dí và mùi mùi rùi. Thầy. Hả? Thầy làm bấm cái gì đấy? thầy đang bấm. Em ơi. Sao? Đặt tiền quẻ đi. Vâng ạ. Dạ thưa thầy, cháu đặt thầy tiền trăm đây thầy ạ. Thì bói 99 đồng với đồng lẻ thôi. 99 đồng với đồng lẻ cũng là 100 rồi. Thế à? Vâng. Thế em cấn cho thầy cái. Ấy chết.
Thầy làm thầy thì thầy khấn, nhưng nhà cháu biết đằng nào mà là thầy lại bảo cháu khấn. Ôi chết chưa, ngày xưa tôi học bói chứ chưa học khấn. Thế em nghe thầy khấn chứ? Vâng, thầy khấn thử cháu xem. Em đeo mo vào mặt, em đeo mo vào mặt, em đeo mo vào mặt. Thầy ơi, thầy ơi. Cái gì? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh khấn đeo mo vào mặt bao giờ không? Chết chưa? Chết chưa? Cái ngày xưa ông thầy dạy tôi, ông ấy nói nhanh quá. Tôi lại cứ tưởng là em đeo mo vào mặt cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật thầy ạ. Để thầy khấn nhá. Thần phục quảng thu, cố thủ bách bái. Lễ ông thiên phủ địa phủ tam phủ tông phủ thần linh phục khí thần ông chí công phục khí căn căn ngũ tam tất công cầu tất ứng hoặc phạm chi ếch kim đối đàn tràng kim đương khủng khoảng. Em ơi, dạ. Xem thầy sắp hay ngựa. Dạ thưa thầy, hai đồng cùng sắp cả. Hai đồng cùng sắp. Dạ. Bán chắc chắn thừa 5 đồng. Chết thầy ơi. Tôi chết rồi, quên nữa. Sao thầy đi đánh bạc ở đây thế? Đang khấn đi đánh bạc gì chưa? Em cứ về cái cành lách đĩa đêm qua ở nhà hàng xóm cái gì đấy. Thôi mời thầy. Thầy thì cứ thích cái sấp mà em lại cứ thích ngửa đấy. Vâng cháu hiểu rồi. Thôi thế cảm ơn thầy, cháu chào thầy, cháu về. Em về nhá. Tử vi xem số cho người, mà số thầy thầy để cho ruồi nó bầu. Thôi về, thôi em về đây.